Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày Ất Mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại khê thủy kỷ tuổi kỷ dậu đinh dậu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi tân mão, ất mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao trùng phục, kỵ về an táng, sao tội chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn vốn là người rất thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh mình, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân, vướng tay mình, nhất là trong ngày bạn đang phạm ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu như ngày hôm nay. Vì vậy, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, bạn hãy chú ý hơn trong cách giao tiếp khi muốn góp ý cho ai đó, đừng có sử dụng những từ ngữ quá nặng nề lại gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Với bạn tuổi Tý, bạn có biết rằng những lời góp ý nhẹ nhàng và khéo léo sẽ đem lại tác dụng lớn hơn rất là nhiều nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, không nên sống trong thế giới riêng của mình. Chẳng ai có thể tồn tại một cách độc lập trong xã hội này được. Và bạn tuổi Tý cũng vậy, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng thể nào hoàn thành được mọi việc nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,
Không nên quên mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, cần phải chú ý trong khi giao tiếp, tránh sử dụng những từ ngữ lạnh nặng nề. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, mở rộng mối quan hệ, không nên sống khép mình. Phải đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 96, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ vướng phải những khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Và để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra với mình trong ngày hôm nay, bạn tuổi Sửu cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ những điều mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là như thế nào trước cái đã, chớ nên biến mình trở thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu trong mắt người khác nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng như là nhỏ nhặt trong gia đình. Và sau khi trải qua sự mâu thuẫn, đôi bên cần phải nhìn nhận lại vấn đề để có thể thấu hiểu nhau hơn. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, vướng vào những rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp, cùng cơ quan, công ty. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, không nên va chạm với người có quyền cao chức trọng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ ý kiến cá nhân của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, 12, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình có thể giải quyết được thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó ngày hôm nay, thậm chí với bạn còn là người tiên phong để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công nữa. Với bạn tuổi Dần, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa nhờ cách cư xử có chừng mực của mình, và bạn luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai cả, ngay cả trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy mà bạn còn là người rất đáng kính trong mắt nhiều người nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này theo nhị thập bát tú là ngày có sao Vĩ, ngũ hành hỏa, động vật là hổ, vụ hỏa hổ, sầm bành, tốt. Và ngày này theo khổng minh cũng là ngày tốt nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được thuận lợi, được mọi người giúp đỡ, mọi việc đều được thông thuận. Mọi việc đều tốt lành, tất cả các vụ việc về khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao, khai mương rạch cũng rất thuận lợi nhé. Và với bạn tuổi Dần, bạn nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn thành công cho mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc dù là khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ,
Quan hệ xã giao được thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết làm vừa lòng mọi người, không nổi nóng với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, xuất hành đi xa hay là thực hiện ký kết hợp đồng được thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 27, số 84, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn tuổi Mão trải qua một ngày rất dễ phát tài, nhất là đối với những ai đang làm các ngành nghề tự do, kinh doanh, buôn bán và bạn đã cố gắng hết mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì ngày hôm nay bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra nhé. Với bạn tuổi Mão, bạn tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn có được nhiều người xung quanh yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, và ngày hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Xem tử vi cho thấy ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Dần, theo hại thượng lãn ông, ngày này nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bà tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Và với bà tuổi Mão, nếu như có công việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay thì cũng nên chú ý, nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để tăng thêm sự may mắn, thành công đến với mình. Về câu quyết cho bà tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa hãy cố gắng hết mình, bạn sẽ đạt được thành công. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc thích hợp để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim luôn cố gắng làm việc tốt nhiệm vụ của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu ngày hôm nay. Và ngày này, với bạn tuổi Thìn, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh, thậm chí còn bị phản đối một cách quyết liệt mỗi khi đưa ra quyết định cho mình nữa. Với bạn tuổi Thìn, trong ngày hôm nay, có thể chính bạn bè hoặc là người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, trước khi với bạn cảm thấy sự bất mãn và oán trách người khác thì bạn cũng nên cần phải xem xét lại các kế hoạch và phương án của mình liệu đưa ra đã hợp lý và chính xác hay là chưa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, vô tình nói lời tổn thương cho nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt nhau thôi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ xảy ra tranh chấp trong họ hàng, người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải xem xét lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 61,
giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay trải qua một ngày rất là yên bình và ổn định. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tin tưởng vào nửa kia và có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất ở trong lòng mình với người đó. Nhờ vậy mà hai người luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi chuyện nữa nhé. Trong ngày thứ ba này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với những người khác giới. Và nếu như có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, thì bạn cũng nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để cho quá khứ ngủ yên và để tìm được tình yêu một lần nữa, gõ cửa trái tim mình bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn cũng không gặp phải vấn đề gì khó khăn trong vấn đề về tài chính. Dù có mức lương cao hay là thấp, chỉ cần bạn chi tiêu tiết kiệm thì bạn ắt sẽ có của ăn của để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như là ứng phó với những biến cố bất chợt xảy ra trong cuộc sống nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, túi tiền được rủng rỉnh, không phải lo chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có được cơ hội để khẳng định bản thân mình. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 86, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay. Và dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy đi chăng nữa, với bạn cũng chớ để có để cho bản thân mình rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc là tin tưởng vào những lời rủ rê của người khác nhé. Trong ngày thứ ba này, đối với những người đang làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, đầu tư, cần phải bình tĩnh để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định về đầu tư, chứ không nên quá vội vàng. Bởi thời điểm này, tình hình kinh tế chung khá là khó khăn và bạn cũng gặp phải rất ít đối tác đáng tin cậy nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Điều này cho thấy với bạn và nửa kia đang rất yêu thương và trân trọng nhau. Cho dù đã kết hôn từ lâu hay là đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tình cảm của hai người, tạo những kỷ niệm đẹp khó quên cho cả hai nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 91, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày công việc tiến triển rất là thuận lợi. Với bạn tuổi Mùi, nhờ cách đánh giá vào khả năng, năng lực của bản thân mình và tình hình thực tế một cách chính xác, với bạn có thể đề ra những kế hoạch, phương án phù hợp để đạt đến thành công một cách nhanh chóng và hiệu quả nữa. Càng may mắn hơn, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, bạn sẽ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, khi quý nhân có thể truyền lại cho bạn những kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào cuộc sống, vào tương lai. Bạn tuổi Mùi cần phải tranh thủ cơ hội này để tích cực học hỏi, kiếm thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới gia đình của mình. Cho dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng nhớ là chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ để đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển khá là thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần phải xác định rõ khả năng của mình hay là đặt mục tiêu xa vời hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã hội tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 91, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Với bạn tuổi Thân, bạn là người thông minh và khiêm tốn, dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, với bạn tuổi Thân hoàn toàn có thể tìm được những cơ hội để bứt phá, khẳng định giá trị của bản thân mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, bạn cũng cần phải chú ý, cởi mở hơn với những điều mới mẻ, chứ đừng có hạn chế bản thân mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn thăng tiến nhanh hơn nữa thì bạn đừng có ngại ngần đối diện với những thử thách khó khăn ở phía trước nhé. Ngày thứ ba này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, và bạn tuổi Thân, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc là nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tìm được cơ hội bứt phá, khẳng định bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đừng nên hạn chế bản thân trong những điều đã biết. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với rất nhiều tình huống rắc rối khác nhau. Tuy nhiên, trong ngày này, dưới sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, bạn lại đang quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp với người có ý kiến trái chiều trong ngày hôm nay nhé.
Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu, nếu bạn làm trong các công việc liên quan tới nghệ thuật, pháp luật, dịch vụ, thì bản mệnh trong ngày sẽ có được cơ hội thể hiện được quyền uy và năng lực của mình. Chính ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều thành tựu khiến cho người khác phải mơ ước và ngưỡng mộ nữa. Trên phương diện tình cảm, với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn lại đang được nhiều đối tượng khác giới quan tâm và để ý. Tuy nhiên, nếu bạn là người đã có gia đình rồi, thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, chứ đừng có để cho một phút sa ngã gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng và ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng gay gổ, nổi nóng với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thể hiện được quyền uy của mình, được người khác nể trọng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất làm ăn được thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội, với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư, hợp tác làm ăn có giá trị, mở rộng mạng lưới về khách hàng, đưa bản thân mình vượt qua tình trạng khó khăn ở hiện tại. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản thân bạn đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của bản thân mình. Và nếu như bạn có lỗi thì hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ hơn được. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể xảy ra những bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và với bạn tuổi Tuất, bạn nên chờ cho cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy sẽ không giải quyết được vấn đề chi mà càng thêm rắc rối hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tìm được những mối đầu tư hoặc là hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên cố tình che giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 61, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, sẽ có được một ngày khá là yên bình. Với bạn tuổi Hợi, bạn luôn tin tưởng vào các thành viên trong gia đình của mình và nếu như có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách để giải quyết vấn đề gặp phải một cách hợp tình hợp lý nhất. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, đối với những người đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Và con người ta không có ai là hoàn hảo cả. Với bạn tuổi Hợi, bạn trở nên kiến cá chọn canh, hãy mở rộng lòng mình hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác nữa bạn tuổi Hợi nhé. Ngày thứ ba này, bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên vội vàng, manh động trong công việc.
Khi việc mà bạn đang làm nhận phải nhiều sự chỉ trích hoặc là khuyên ngăn của những người khác thì trước hết bạn hãy xem xét lại những kế hoạch và phương án của bản thân mình đưa ra, chớ nên cứng đầu, khăng khăng với ý kiến của riêng mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đối với những người đang còn độc thân, nhận được nhiều sự săn đón của những người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy mở lòng hơn với mọi người, đừng có quá mức soi mói. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không nên cứng đầu, khăng khăng với ý kiến cá nhân. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, không nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.